lạc lối với 5 món ăn ngon rẻ nhất quận Tân Phú mà các thánh mê ẩm thực không thể bỏ qua. Thơm nhắm tươi nha. Tươi rót ngon quá. Bánh bình đặc là được bao nhiêu lâu rồi con? Trên dưới không phải ăn luôn. Đây là người ta đúc ở trong cái này luôn hay sao ta? Con rồi nha. Mấy hấp dẫn nha, Để khoan, để thử nha. Thôi, được, của ai rồi đó. Ê, biết được mà. Ngon nha, của người đó ăn em ơi. Thì cho chia sẻ đi chứ. Thì phải kêu hai cái để mình thử coi là... Không giòn, ngon nha. Chảy nước miếng quá trời. Giòn ghê. Cái lớp ngoài giòn, bên trong lớp bột, ôi béo ngậy, tan chảy vô miệng. Ngon mà mọi người biết không? Cái đặc biệt ở đây á là bột chiên thì rất giòn, rồi trứng á thì béo béo ha, rồi nó thơm ha, cộng với lại cái nước chấm, nước chấm này làm từ nước tương, nhưng mà cái điều là cách pha chế làm sao hả? Dạ. Ngon dễ sợ ngon luôn. Anh này là không được chiên lâu anh, anh vừa bỏ vô xào xèo cái nào. Đúng. Bỏ ăn nó vẫn còn thơm hơn hành lắm. Bóc khói luôn thơm phức ạ. Đây là súp nè, ốc heo nè. Em thương lắm, em kêu mọi người chuẩn bị nè, thập cẩm danh luôn đó. Cái bông táo đó. Còn em là em ăn ốc tiềm thơm, trời ơi, mùi thứ bát xuất sắc luôn á. Mà cua này nè, thơm nhẫn tươi nha. Dạ. Ngọt nữa. Tươi rói, ngon quá. Anh nói về cái súp đi anh. Anh thấy làm sao, hương vị làm sao nè? Cái thứ nhất á là cái hương vị do là nó thập cẩm mà. Đúng rồi. Nó có nhiều món ở trong đó. Yeah. Thì nấm nè, rất là ngọt, dai nha. Dai. Cua thì rất là tươi. Cái ngọt của cua. Món ăn rất ngọt luôn. Quá ngọt. Rồi, súp thì nó lọt. Nói chung là nó làm từ bột năng hả ta? Dạ đúng rồi. Đó. Rất là vừa miệng nha. Bắc Thảo sao anh? Bắc Thảo thơm không? Thơm. Béo ngậy không? Béo ngậy, thơm luôn. Tiệm chè hai mẹ con mở bán tại phố ẩm thực Nguyễn Dữ Lãm nay đã trên 50 năm. Nơi đây bán đa dạng các loại chè, có trên dưới 40 món khác nhau, được lựa chọn kỹ lưỡng cùng với hương vị ngọt ngào. Đặc biệt giá bán cũng rất bình dân. Đây là chè thập cẩm nha anh. Rất là nhiều món khác nhau. Cái đó là... Đây là đậu xanh đó anh. Đậu xanh. Đó, đẹp quá chừng, rất là nhiều màu sắc, giống như chè ngũ sắc vậy đó. Ngon nha, vừa, không có bị ngọt quá. Mà anh để ý cái bên cái quầy bán chè rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau luôn. Rất là nhiều mặt hàng tha hồ mình lựa chọn. Mà đông khách quá ha. Quán chè này gọi là quán chè hai mẹ con. Thì chắc chắn là hai mẹ con cùng bán rồi đó. Mà em nghe mọi người xung quanh đây nói quán chè này xuất hiện lâu đời lắm rồi. Em nghĩ chắc cũng mấy chục năm rồi đó. Em, cái này là người ta đúc ở trong cái này luôn hay sao ta, đúng không? Em nghĩ vậy, cái bột là đầu tiên là sẽ được múc để vô thẳng trong cái chén nhỏ này. Và đây là một cái chén đất thì có khả năng là giữ nhiệt rất là tốt. Đúng rồi. Đó, lúc nào cái phần bánh đúc cũng ấm hết trơn á, ngon hết sức nè. Nè, vậy thấy nó dính này, chị tự đúc trong đây luôn. Cái nước mắm mà mọi người tuyệt vời. Rất là vừa ăn luôn. Rất là vừa ăn, rất là hoàng sợ là nước mắm nhiều, bị mặn không có không? Mặn ngọt đủ hết, rất là dịu. Em mà trứng cút cũng rất nhiều nha. Dạ. Vậy đó em cho đây mấy cái trứng cút. 6 trứng cút. Đầu ra. Hả? Ta cắt đôi, sao đếm kịp. Nhiều quá nè. Em mà nhiều quá em, nãy giờ ăn chưa hết luôn á. Ủa vàng ươm luôn nha không? Chào em. Ở đây mình là bán chè chuối. À không, gì? Cái gì? Chà chuối á. Em có đi có chè chuối, chè dâu với sữa chuối à. Bình thường em ăn là em ăn cái gì chè ở gần nhà em là không có món này, hay thiệt. Bữa nay nhờ đi Phú Tộc em chị Trang đang thắc mắc là cái phần chuối là ngoài cái chuối tươi này nè,
là còn có chuối, chuối gì nữa em? Chuối ép dưới đây chuối là chuối ngào hay là sao em? Dạ, cái phần đó người ta gọi là mứt chuối ở bên em hả? Mứt chuối? Dạ, bên em là mứt chuối tươi ạ. À. Nước vàng vàng là nước gì em? Dạ, cái nước vàng vàng đó là mứt chuối với trà ạ. À, mứt chuối với trà. À, cảm ơn em nhiều nha. Dạ, nhìn đẹp mắt quá. Dạ. Nè. Ngon rồi nha. Ôi. Em thích trà chuối rồi. Bởi vì chuối là một trong những thực phẩm rất là tốt, đặc biệt là dành cho vận động viên, tái tạo năng lượng.